Mai Vàng núi Bà Tây Ninh kính chào các bạn, kính chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 14 tháng 11 âm lịch. Thì hôm nay là cái thường thì tôi những cái cử phân tôi đưa vào cây mai thì tôi đều chia sẻ đến tất cả các bạn từ đầu năm tới bây giờ. Tôi đều chia sẻ đến tất cả các bạn. Thì hôm nay cái chu kỳ của nó các bạn, để mình đưa phân cho cây mai ha. Thì hiện nay thì tôi ngày hôm nay thì còn một tháng nữa là mình xuất lá đối với những cây mai mà mình đã chăm sóc từ Tết đến giờ. Thì bây giờ nó có hai phần. Một phần là mình cái nút lớn, là cái hai là cái nút nó đen đi các bạn. Thì tôi đưa cái hàm lượng NPK tức là vô cơ, tôi vẫn đưa cái 16, 16, 8. Và cây những cây mai cái nút nhỏ thì mình đưa cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao chút. Thì thôi bây giờ để tôi chia sẻ cái phần những cây mai mà nó đã ổn định đi, là tôi đưa phân gì, rồi kế tiếp tôi sẽ chia sẻ những cây mai có cái nút nhỏ. Thì bây giờ mình xem tổng thể các bạn. Thì những cây mai tôi rất hài lòng. Tuy là cái cách làm tôi rất đơn giản, đối với những bạn nuôi mai mới biết chơi mai thì nó phù hợp với tôi hơn. Thì tôi rất hài lòng các bạn ơi. Dù cây mai hiện nay cái nút cái gạo do cái chế độ của tôi là cứ cái chu kỳ 2 là một cử phân 16-8 và một cử phân là gì? Hữu cơ. Thì tôi đưa như vậy là gì các bạn? Cho cái nụ nó phát triển từ từ. Chứ đúng ra cái hàm lượng NPK, hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao người ta đã đưa từ lâu rồi, nhưng mà tôi hãm lại từ từ. Thì hiện nay trước hết mình xem cái nút nụ của những cây mai mà tôi cho là thì là nó ổn định ha. Thì mình đưa cái hàm lượng tôi vẫn đưa cái hàm lượng là 16, 16, 8. Rồi, thì tôi rất hài lòng các bạn. Hình như năm nay á, là dòm tổng thể tức là 25 cây mai nguyên cái vàng mai của tôi ha. Tổng cộng là 25 cây. Thì các bạn thấy rằng bây giờ nó nở một vài cây mà nở lòng, tôi thấy nó không nhầm nhò gì hết. Nhưng có những anh bạn cũng khó tánh ha. Như là các bạn xem nè, cả cái mai, cái lòng cây mai luôn, cái nút cái gạo này. Hiện nay vậy thì bây giờ nếu mà tôi nói là chắc ăn thì nó có giỏi lắm không các bạn? Thôi tôi đi vô đây đi. Đây nó chói nắng ha. Các bạn thấy cái nút cái gạo của tôi này, mai đây. Tôi thấy là rất an toàn đó các bạn. Theo đánh giá hiện nay ha, là do cái thời tiết nó cũng hơi xáo trộn, là bây giờ trong vòng có nửa tháng ha, mà các bạn thấy nè, lạnh nè, rồi gió nè, rồi mưa nè, thì bây giờ ông nắng lại nè. Các bạn thấy cái nút cái gạo của tôi, tôi nghĩ là quá an toàn đó. Nhưng mà cái gì cũng vậy, kết quả cuối cùng thì đây là những cây mai mà tôi đã chia sẻ đến tất cả các bạn. Mình xem ha, để mình lựa cái nút nào. Thì những cây mai này á các bạn, tôi bón hàm lượng là 16, 16, 8 các bạn ơi. Còn hai cử nữa, tức là bây giờ đó, mình xem đi ha. Chậm chậm cái clip này mình xem đi. Thì cái nút này nó quá an toàn rồi các bạn. Thì những cái mai này tôi đưa cái hàm lượng 16, 16, 8. Đây này, các bạn xem ha. Nếu các bạn tin tưởng thì cứ làm theo tôi. Những cái trường hợp cây mai cái nút vậy, khoan hãy đưa cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao. Tại vì nó lớn quá, tôi mình cho chắc ăn đi các bạn ơi. Coi vậy chứ còn một tháng nữa nó dài lắm. Và cái sự cố nắng mưa thất thường thì bây giờ mình đưa hết cái khả năng tôi chỉ tới đó thôi. Thì các bạn xem cái nút này làm tôi nghĩ khó và phản nổi với tôi lắm. Nhưng mà thôi, cái gì cũng không phải là chắc ăn. Cái nhiều khi người ta nói cơm bới lên nó còn ăn không được. Thì bây giờ thôi, tạm. Tôi rất hài lòng với cái chế độ phân mà tôi đã làm từ đầu năm tới bây giờ. Và những gì tôi chia sẻ các bạn là những cái mà tôi làm sao tôi chia sẻ vậy. Thì bây giờ các bạn nói thấy nè. Bây giờ tôi cái phần
cái hoành tôi nhắc lại 25 tới 30 nha các bạn, 25-30 thì tôi rải một muỗng ăn canh. Đây, một cái muỗng ăn canh gạt ngang thôi các bạn, 16-16-8 đây ha, cái tay tôi nè ha. Rồi bây giờ tôi rải thì tôi làm sao tôi chia sẻ các bạn vậy, những cái nút cái nụ tôi nhắc lại đã ổn định ha các bạn, các bạn cho rằng nó đã ổn định thì mình khoan thả rải. Cái này nè nó cũng ổn định, các bạn thấy những cái mai của tôi không? Đây nè, cái nút cái gạo nè, kỹ nha, khoan hả, chưa đưa cái hàm lượng NPK cao, mình còn hai cử nữa các bạn. Thôi để tôi làm để nó mất thời gian các bạn. Đây bạn thấy nè, khoan hả, đưa cái hàm lượng NPK kali cao, mình cho nó chắc ăn đi các bạn. Là và cái hàm lượng này là gì, cái hàm lượng này là nó có 8 kali thôi đúng không, tức là tôi ý tôi muốn giữ cái vàng ngọn một chút xíu. Do sợ thời tiết nó thay đổi, thôi mình rải đi rồi tôi chia sẻ sau đây. Rồi. Đây là những cây đúng không các bạn, rồi rải đây thì cái nút cái gạo mình xem lại ha. Đây nè các bạn thấy chưa, khoan hả đưa, các bạn nếu tin tưởng thì làm theo tôi đi, nó không có đến đổi đâu. Đây nè, quá ổn định đi chứ. Còn chỉ một tháng nữa ha, thì do thời tiết thôi, bây giờ mình nói chưa chắc ăn. Cái gì cũng vậy, tới cái ngày kết quả cuối cùng là cái ngày 15 tháng 12, 16 tháng 12 mình xuất lá. Đây là cái phần mà cây mai nó cái nút cái gạo các bạn đã xem rồi, thì mình đưa cái hàm lượng 16 16 8, và những cây mai cái nút cái gạo tức là nó còn nhỏ đó các bạn ha, nó còn xanh ha, thì mình ở tôi để tôi kiếm một cái cành cái nút cái gạo ha. Cái clip này chậm chút nha các bạn, để nó gọi là sao là nhỏ. Thì đây các bạn xem nè, cái nút này nó hơi nhỏ nè đúng không, mình lấy điển hình nha các bạn ha, nó nhẫn hơn cái này chút mà nó còn xanh cái màu này. Nó gần ở ngoài đầu đọt thì nó vậy, thì mình rải cái gì các bạn, đây đây rồi, chuẩn luôn đây các bạn thấy chưa. Đó thì các bạn đưa NPK có hàm lượng kali cao, thí dụ như 7 7 14, 12 12 17, còn không có thì các bạn rải 15 15 15, còn nếu không có nữa 30 30 30, giảm phân nữa, tại vì cái 30 30 30 đúng không, đều thì mình rải thay vì một muỗng ăn canh ngang, mình rải chừng 2/3 cái muỗng ăn canh thôi đối với những cái mai nút nhỏ đúng không các bạn. Và tôi nói các bạn, mình còn hai cử nữa là cái ngày 30 tháng 11, tức là đầu của tháng 12 là một cử, 7 ngày trước khi lạc lá tôi đưa vô nữa, thì hai cái cử đó mình lấy cái hàm lượng kali cao để mình cho cái bông nó chắc khỏe và cái màu sắc rực rỡ, nó chỉ có vậy thôi. Do đó là cái cách làm của tôi, và tôi nói các bạn tôi rất là hài lòng. Đây rất hài lòng các bạn, cái cách làm này năm nay là coi chừng nó trúng đó chứ, nói hờ thôi ha. Thì bây giờ cái thời tiết các bạn ơi, nói chứ bây giờ không ai hay đâu, cái thời tiết nó thất thường lắm. Và tôi nói các bạn bây giờ cái nước, hổm rày những anh em đến tôi chơi ha, là do là chia sẻ là chỉ có mấy ngày là cái nước bây giờ nó nở tùm lum hết rồi. Đó là cái mà tôi muốn nhắc các bạn là tăng nước lên. Đây xem chơi ha. Rồi còn cái phần thuốc nè, vậy rồi rồi nha các bạn, kỳ rồi các bạn, những các bạn cái nút nhỏ các bạn đã đưa cái phần là tôi nói là cái kỳ rồi là rải hữu cơ, nhưng những cái cây mai nút nhỏ các bạn đưa cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao vô, là cái cử này các bạn rải tiếp, bỏ cái phần hữu cơ, bỏ cái NPK có hàm lượng kali cao vô thôi. Và tôi còn hai cử nữa tới cái ngày xuất lá. Và bây giờ nói về cái phần ngọn nè,
cái phần xịt thuốc nè. Bây giờ canxi bo các bạn đưa vô được, đúng không? Antracon nếu các bạn có điều kiện nó cũng không mắc đâu các bạn. Mỗi cử xịt thuốc sâu ha, hay là cái bọ trĩ đó, các bạn cứ đưa cái hàm lượng NPK, đưa cái canxi bo vô và Antracon để cho nó trị cái xương mai và cái xương muối nữa, nó trị nó rất hay nha các bạn. Thì tôi nói các bạn về cái phần đó cứ đưa vô đi, dư bao nhiêu thuốc cứ cử phân mình đưa vô những cái hàm lượng, hoặc là các bạn đã mua cái hàm lượng phân bón lá dư lượng thì các bạn cứ đưa vô. Thì bây giờ mình nạp cho nó đi. Và tôi nói các bạn nữa, cây mai mình nuôi rất cực khổ, chỉ còn có một tháng nữa thôi, bất kỳ cái sự cố do thời tiết thì mình chịu rồi. Nhưng tôi nói các bạn đừng để vì thiếu nước mà cây mai mình nó bị sốc, thì cái vấn đề đó nó rất là tiếc nha các bạn. Thì các bạn thấy cây mai tôi rất ổn định chứ đâu có gì đâu. Và có những anh bạn chia sẻ như thế này, vừa rồi tôi quay cây mai này, thôi để tôi qua đây đi. Và cái thời tiết của anh bạn cũng khó tánh nha. Làm không được thì đổ thừa, nói tôi đổ thừa cho cái thời tiết. Nhưng mà thời tiết nó khó thì các bạn ơi, các anh bạn mà nếu nuôi mai nhiều kìa thì các bạn sẽ thấy ta rất ngại thời tiết. Trong vòng có nửa tháng mà nó xảy ra là các bạn biết, nắng rồi lạnh rồi gió rồi nắng rồi mưa. Thì bây giờ hôm đó tôi chia sẻ cái cây này thì các bạn có anh bạn khó tánh ha, nói cây mai nở từa lưa tè le, còn cái đọt ngọn y như cái trà chổi, là do tôi làm sao đó, tôi làm rải 16-8. Cái này tôi muốn nói cái chỗ này nè, chứ tôi không, cái anh bạn nói là, nhưng mà tôi nhìn thì nó giống cái trà chổi thiệt. Nhưng mà đối với cây mai này tôi nói bạn, cây mai này trúng. Thì vừa rồi tôi quay cây mai, cái lồng của cây mai các bạn thấy nè, tôi để tôi qua đây. Nó bị nở nhưng mà nó nở lồng. Các bạn biết thường những cây mai lớn như vậy nè, các bạn thấy nè. Giờ tôi dồn ổng thể cho các bạn xem. Cây mai này bề ngang á các bạn. Nó trên 4 thước nha, cái tán của nó đó. Hiện nay cái trà nó đưa ra này. Thì các bạn thấy rằng cây mai này cái nút nó còn khủng khiếp lắm. Nó chỉ nở có 10% nhưng toàn bộ là lá lồng không. Thì cái mai này chơi được chứ sao mà. Mình có gì đây nè, các bạn thấy không? Đỡ lồng không? Hiện nay là cái nhánh của tôi nè, tôi dối ra. Cái nút cái gạo này, bạn thấy không? Nó dài ra tới 6 tấc, 7 tấc. Thì cây mai này làm sao mà phản nổi các bạn? Bạn thấy không? Đây nè, tôi quay nè. Thì các bạn có cái câu này là tôi không, cái vụ mà cái tàn nhánh nó xấu đẹp thì tôi không nói ha. Nhưng mà các bạn nói gì? Tại vì tôi bỏ 16-8, nó nghịch người ta. Do đó nên tôi chỉnh cái này. Cây mai nở sớm là tôi nói các bạn là gì? Do mình rải cái hàm lượng kali cao quá sớm. Còn tôi rải 16-8 là tôi nhát rồi. Tại vì 16-8 là cái kali nó rất thấp. Mà cây mai nó nở thì cái chuyện bình thường. Thấy các bạn, cái chuyện bình thường. Ai làm cũng phải nở hết. Nhưng mà các bạn thấy 25 cây nổi cái vùng này. Đây các bạn thấy này. Nó chỉ nở có 2 cây thôi. Cây này và cây này này. Thì như vậy là được rồi các bạn. Nhưng mà tôi nói các bạn, toàn bộ là của tôi nở lòng hết. Chứ ở ngoài cành nhánh vẫn còn như cây này các bạn giờ nè. Nở nha. Nhưng mà cái xương gạo nó dày sao mà nè, phản cái chỗ nào được phải. Rồi tôi nghĩ là thành công đó các bạn ơi. Nhưng tôi nói các bạn, kết quả cuối cùng là quan trọng nhất. Được hay không? Chờ tôi hẹn các bạn, chờ tới cái ngày 16 tháng 12 âm lịch lắc lá là cái ngày đó quyết định. Bây giờ tôi cũng chưa nói gì, nhưng ý tôi muốn nói vậy, cái hàm lượng NPK tôi đưa hiện nay, tức là gì, cái nút nó cho nó lớn từ từ, tức là 16 16 8
tôi vẫn duy trì với những cái nút lớn và cái nút nhỏ, đưa cái hàm lượng NPK, hàm lượng kali cao để cho nó phản triển nút. Đó là cái tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa tôi nhắc các bạn, những cây mai lớn nên xả nước, để thiếu nước thì nó rất ổn cho cây mai mình Tết. Mình chỉ sóc, hiện nay chỉ sóc một lần thôi, một lần nữa thôi là cây mai mình nó xáo trộn. Đó là cái tiêu đề về cái rải phân vô cơ 16-16-8 gửi đến tất cả các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.